Hôm nay là ngày chủ nhật à, quá trời đông rồi các bạn ơi. Nay là khách là đến quá đông à, bạn thấy không, đủ cấm quá đông. Mười mấy tháng 3 đó, nhớ ngày. Tất cả những nhà xe rồi chặt xe hết trơn nghe các bạn. Hôm nay là không biết sao mà khách ta đi giếng chùa quá trời, giếng núi quá trời, quá đông các bạn. Những anh xe ôm ở đây là một ngày á các bạn, một ngày là chạy xe ôm ở đây là trên 5 triệu luôn các bạn. Đó, xe giờ đổ vô nè, quá đông luôn. Tết năm nay đi hình thường quá trời luôn các bạn. Sáng giờ là đông dữ lắm, từ 3 giờ sáng tới giờ đó các bạn, đó các bạn thấy không? Sáng là xe vô dữ lắm, 3 giờ sáng xe vô đông. Đó, các bạn thấy không? Dài lên cổng cáp treo nha các bạn. Bây giờ mình đi dài lên cổng cáp treo nha. À, quá trời xe luôn. Xe sáng giờ đổ vô dữ lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Mình chạy tay còn tay cầm điện thoại các bạn, quay có gì nó không được, nó hơi rung rung các bạn không, các bạn và quý vị thông cảm ha. Cáp treo bây giờ quá trời đông luôn nè các bạn ơi, quá đông luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, thấy chưa, quá trời luôn nè. Các bạn dịch để giữ xe đồ nè, chặt kính hết rồi, tới luôn cô ơi. Đó đây kìa các bạn, coi kìa, đó đây nè, đây nè, đó thấy chưa, thấy chưa, quá rồi, quá đông rồi các bạn ơi. Tất cả các bãi giữ xe ở đây đều full hết luôn nha các bạn, ối ra ngoài luôn nha các bạn. Rồi bye bye các bạn ha.